Vâng, xin chào bác đã với kênh kiến sư đạt. Bác đã giới thiệu bác một mẫu điện hình mới về bên em, đến thương hiệu Mosso, một trong những thương hiệu mà nhiều bác hỏi em về thời gian vừa qua. Thì nay về một chiếc địa hình Mosso gắn liền với những dòng xe thương hiệu nhôm cao cấp, là được kim nhôm Super Alu 705 hoặc kim nhôm siêu nhẹ. Hôm nay em về một cái tông màu trắng đỏ, đây là cái tông màu chủ đạo của xe. Bây giờ xin mời các bạn tiếp tục xem. Vâng, trên cái mùi bắt đây là cái mẫu dòng địa hình của tuần bay, cái thương hiệu của Mosso, model Mosso Falcon. Thì cái model Mosso Falcon này bên em đã về rất nhiều thời gian vừa qua. Nhưng về dòng địa hình, hầu như về trước là các bác đều đặt hàng rất là nhanh. Gắn liền với Mosso là làm từ hợp kim khung nhôm 7005 hoặc kim nhôm siêu nhẹ bác nhé, nhẹ hơn ở nhôm 661, chuyên dành cho những cái dòng xe đạp đua cao cấp, dòng xe thể thao cao cấp XC Team Super 705. Riêng về dòng nhôm 705 này là kim nhôm siêu nhẹ, nhẹ hơn với cái dòng xe 661, chuyên làm những cái dòng xe thể thao cao cấp. Bên trên bên phía bên dưới khung xe được gắn một miếng nhôm lổ biểu trưng của dòng xe Mosso, miếng nhôm. Cái tông màu chủ đạo tông màu trắng, điểm chỉ đen và đỏ trên thân xe rất là đẹp, model Mosso Falcon. Ra vừa qua cũng về cũng rất là nhiều dòng Mosso Falcon này rồi, mẫu dòng xe địa hình cao cấp. Đây không nhá, Super Line là siêu nhẹ quá này. Xe rất là nhẹ hơn so với những mẫu địa hình thông thường khác. Cổ phút ghi đông chính hãng của Mosso, gắn liền với Mosso là đăng ký phụ kiện của Sinon. Cái bản theo xe tay lắm thạch thùng, tay lắm hiệu của Đô Lam, là thạch thùng lắm hiệu nữa, gần gần hình thạch thùng, lắm hiệu. Cho sử dụng với tay bấm xả của Shimano Alivio 9 tầng lít, đằng trước sử dụng với phanh đĩa. Thế phải em sử dụng với 3 tầng đĩa của Shimano Alivio, và cụm phanh sau là sử dụng với cụm phanh đĩa. Trang bị với giảm sóc hơi là cao cấp, giảm sóc hơi, giảm sóc chính hãng của Mosso cũng bản theo xe. Vành nhôm cũng bản theo xe. Sử dụng lốp Maxim, lốp còn rất là mới, kích thước lốp 1.6x1.95. Hậu yên nhôm, yên của Argentina, yên hiệu Ý nhá, yên là cao cấp. Sử dụng với đùi đĩa trục rỗng Pro View, gạt đĩa Shimano Alivio, củ đề xong sử dụng với củ đề Shimano Deore, trang bị với 9 tầng lip. Vành Mayer với bản theo xe. Lốp xong sử dụng lốp Maxim, kích thước lốp 26x1.95.
Nói về thương hiệu Mosso thì một trong bác phải nhắc tới những cái dòng xe thương hiệu cao cấp được làm bởi hợp kim nhôm siêu nhẹ, nhôm Superline từ 2005. Bây giờ xin mời chị có đứng ở khung xe. Còn chờ bác không đứng ở xe là size 45. Chiều ngang khung là size 52. Thì các bác là gồm mét 6 và mét 7 đổ lại đi vừa. Xe trang bị với 9 tầng lip, củ đề sau là củ đề DOD, Mono DOD lên lip này. Chiếc lip còn rất là mới. Bên phải em là 3 tầng đĩa, núi đĩa trục rỗng, xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, như vậy là anh đánh giá tổng thể xong chiếc xe Mosso Falcon. Xe làm từ hợp kim nhôm siêu nhẹ Superline Aluminum 7005 với giảm sóc hơi. Xe giá bên em là 7.9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Đó là công nghệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, những đăng ký vào các kênh.